tác dụng cụ thay thế. Làm sao để công nhân thực hiện được cái này đều thuộc của chức năng, chúng ta đều phải phải hết. Thì đấy là cái khái niệm hay là cái định nghĩa về chức năng, kể cả bộ chức năng cho người đột quỵ cũng vậy. Mục tiêu của bộ chức năng nó có 5 cái mục tiêu cơ bản như thế này. Thứ nhất là đề phòng bệnh tật phát. Những người đột quỵ hay là những người khuyết tật chẳng hạn thì nó sẽ rất dễ xảy ra các bệnh tật thứ phát, ví dụ như viêm đường tiết niệu, ví dụ như viêm phổi, ví dụ như là loét hoặc là cứng khớp teo cơ vân vân. Trước hết chúng ta phải dự phòng được các bệnh tật thứ phát này, đấy là cái mục tiêu thấp nhất. Mục tiêu thứ hai là cho bệnh nhân có thể tự di chuyển và đi lại được. Thì là tự di chuyển và đi lại được chứ không phải là chúng ta giúp bệnh nhân di chuyển và đi lại. Ta lưu ý cái là tự di chuyển và đi lại được, có thể sử dụng nạng, có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ, ví dụ như nạng, như nẹp, xe lăn hoặc các cái phương tiện khác đấy, nhưng mà bệnh nhân phải di chuyển và đi lại được. Cái mục tiêu thứ ba là làm cho bệnh nhân tự phục vụ được mình, tức là ít nhất phải tự phục vụ về vệ sinh thân thể, về ăn uống đấy. Thế rồi các sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân tự cho mình. Thì cái thứ tư là giúp bệnh nhân thích nghi với các di chứng còn lại. Có những di chứng chúng ta không thể khắc phục được thì giúp cho bệnh nhân thích nghi với di chứng đấy. Ví dụ như bệnh nhân bị liệt hoàn toàn cái bàn tay này mà nó không không thể cử động, không thể ngồi được, thì làm sao để bệnh nhân có thể cầm bia để giúp ăn đấy. Tay này không cử động được nhưng người ta vẫn có thể gấp gấp đuôi được cái khỉu này, làm sao bệnh nhân có thể cầm cái bia? Thì chúng ta phải cải tạo cái bìa đấy, cái cán bìa nó to ra để người ta có thể cầm được, có một cái quai để người ta đứng tay đấy để người ta giữ cố định, là làm cho người ta thích nghi với những cái di chứng đó. Những cái di chứng còn lại là chúng ta không thể ngồi được đấy, là thì phải làm cho thích nghi. Những tất cả mục tiêu là gì? Để giúp cho bệnh nhân có thể trở lại với cuộc sống tự lập và có thể trở lại được với nghề cũ hoặc là hòa nhập được với gia đình xã hội. Đây là mục tiêu cao nhất, trở lại được với nghề cũ và hòa nhập được với gia đình xã hội. Thì đây là 5 cái mục tiêu chính. Như vậy thì để phục hồi chức năng thì chúng ta phải phục hồi chức năng toàn diện, kể cả các cái bệnh nhân đột quỵ não chúng ta cũng phải phục hồi chức năng toàn diện, nghĩa là có cái khiếm khuyết gì chúng ta phải phục hồi đấy. Khiếm khuyết về ngôn ngữ phải có ngôn ngữ, phục hồi chức năng về ngôn ngữ. Khiếm khuyết về vận động phải phục hồi chức năng về vận động. Khiếm khuyết về thăng bằng, về dáng đi vân vân, tức là chúng ta phải phục hồi toàn diện. Thế thì một cái trung tâm phục hồi chức năng nó bao gồm có những thành phần như thế này. Thứ nhất là có một nhà quản lý chuyên nghiệp, thứ hai là có một bác sĩ đa khoa hoặc là một nhà thần kinh học, cái thứ ba là có một điều là phải có cái đội ngũ điều dưỡng, thứ tư là phải có cái đội ngũ về ngôn ngữ trị liệu, thứ năm là hoạt động trị liệu, thứ sáu là phải có các cái người chuyên về tâm lý trị liệu, và có những cái đội về chấn thương chỉnh hình, và một cái đội cán bộ về về cộng đồng, được cán bộ về cộng đồng. Thế rồi có những cái đội về mặt dinh dưỡng bệnh nhân. Cái này nó quan trọng bởi vì những cái trường hợp bệnh nhân bị mất sạch thì cần phải có những chế biến các cái đồ như thế nào cho nó phù hợp nhân. Thế hoặc là có nhân viên về xã hội, bởi vì muốn cho bệnh nhân hòa nhập được với xã hội thì cũng cần phải có đúng này. Như vậy một cái trung tâm phục hồi chức năng mà hoàn hảo có thể có các thành phần này để chúng ta tiến hành phục hồi chức năng hay toàn diện. Bây giờ nguyên tắc phục hồi chức năng thì chúng ta làm cái gì? Thứ nhất là phải phục hồi chức năng toàn diện như nãy tôi nói rồi, thứ hai nữa là phải bắt đầu phục hồi chức năng sớm,
sớm là khi nào? Cái này là mình đã tranh cãi rất là nhiều. Khi chúng tôi tham dự những cái hội thảo để tham gia xây dựng các cái quy trình xử lý và nhân quy cùng với một số các cái nước ngoài, ví dụ một tờ nước của Áo, tờ của Anh, của Bộ Y tế tổ chức ấy, thì cái này người ta vẫn còn tranh cãi về thứ nhất là có nơi thì nói là sau 24 giờ, 72 giờ, nhưng mà nếu chúng ta xác định thời gian như thế thì nó cũng không chuẩn. Đấy. Có những người sau 72 giờ người ta vẫn còn những cái rối loạn về mặt sinh lực sống, khi rối loạn hô hấp, rối loạn tim mạch chưa ổn định, thế thì cũng chưa thể làm được. Thế mà mỗi nơi theo một cái hướng khác nhau, nhưng mà xu hướng chung là người ta thống nhất như thế này, tức là phục hồi chức năng càng sớm càng tốt, khi mà các cái chức năng sống của bệnh nhân nó đã ổn định, tức là chức năng sống của bệnh thì có mạch, nhịp tim, huyết áp và nhịp thở nó đã ổn định, và khi nó đã ổn định rồi thì chứng tỏ cái máu chảy nó đã ngừng nó chảy nữa, đúng không? Hoặc là những cái rối loạn cấp tính của não nó đã bắt đầu ổn định, nếu như rồi của não nó thì những cái này thông thường nó cũng nằm trong khoảng từ 24 đến 72 giờ. Nhưng mà khi mà các cái chức năng sống của bệnh nhân nó ổn định thì chúng ta có thể tiến hành phục hồi chức năng, và phục hồi chức năng cả sớm. Nhưng mà sớm làm nào để nó không ảnh hưởng tới cái bệnh lý. À, trước đây rất nhiều các cái bác sĩ ở các khoa quy là rất sợ vận động sớm cho bệnh nhân, sợ nó lại chảy máu não, sợ cái ổ nhồi máu nó phát triển lên thì sao, để khi thực hiện phục hồi chức năng sang vận động nào người không có làm thế làm thế nào, thì chúng ta lưu ý cái đấy, không có, nó phải có thống nhất giữa các bác sĩ đột quỵ với những người làm phục hồi chức năng, nếu không người ta bảo là tại hay vận động cho bệnh nhân của tôi nó nằm đấy, chúng ta cả cãi được, đúng không? Nhưng về nguyên tắc chung là chúng ta phục hồi chức năng càng sớm càng tốt, và tùy theo mức độ của bệnh nhân mà chúng ta thực hiện các kỹ thuật khác nhau, các kỹ thuật cụ thể như thế nào thì tôi sẽ nói sau. Ví dụ cái giai đoạn bệnh nhân còn hôn mê chúng ta là cái gì, không làm cái gì được, cái đấy là cái thứ hai là bắt đầu phục hồi sớm, cái thứ ba là phải để bệnh nhân chủ động tối đa và thầy thuốc hỗ trợ tối thiểu. Cái nguyên tắc của chúng ta là để bệnh nhân chỉ tự phục vụ mình chứ không phải là làm thay bệnh nhân, cho nên làm sao để bệnh nhân tự chủ động tối đa và hỗ trợ chỉ là tối thiểu thôi, đây là nguyên tắc. Đấy. Thứ tư là cần tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, tức là thực hiện được cái bước một năm chuyển sang bước hai, cũng giống như một đứa trẻ đầu tiên nó phải biết lẫy, đúng không? Biết lẫy thì nó đi tập bò, tập bò rồi ấy tập đứng và tập đi, bây giờ nó chưa biết lẫy chúng ta bắt nó bò thì nó không thể bò được. Đấy. Nó chưa ngồi được thì bắt nó đứng hoặc bắt nó đi cũng không thể làm được, nó khác với cái việc là chúng ta cấp chính quyền không thì bỏ qua chế độ tư bản tinh thần chủ nghĩa xã hội thì khác, còn đây là chúng phải theo từng bước một, tức là đứa trẻ nó giống như là cái sự phát triển tự nhiên của đứa trẻ, nó phải hoàn thành lúc trước nó mới tiếp theo lúc thứ hai được, chứ không thể là nguyên tắc của đời lý. Và ra cho bệnh nhân ra khỏi giường càng sớm càng tốt khi sức khỏe nhân cho phép, không giữ bệnh nhân trên giường lâu, cho bệnh nhân ra khỏi giường càng sớm càng tốt khi sức khỏe nhân cho phép, và khi bệnh nhân xuất viện thì cần phục hồi chức năng tại cộng đồng, bởi vì cái phục hồi chức năng này nó kéo dài chứ không thể thời gian ngắn mà nó thành công được, nó phải kéo dài, đôi khi kéo dài nhiều năm. Đấy, cho nên là chúng ta phải tiếp tục tiếp nối năng sau khi bệnh nhân trở về xuất viện và trở về gia đình của cộng đồng. Tiếp. À, xin tiếp. À, đấy, bây giờ Đúng ạ. Có cần trở lại được không?
Chúng tôi nói về cái tư thế liệt cứng thường gặp của bệnh nhân liệt đường rồi. Cái này là chúng ta phải biết để khắc phục, bởi vì những bệnh nhân bị liệt nửa người do đột quỵ não ấy thì thông thường trong tháng đầu người ta sẽ liệt mềm và sau đó thì người ta sẽ bị liệt cứng, tức là chức lực cơ nó tăng và dần dần có những bệnh nhân nó co cứng cơ rất là mạnh. Nên là cái này nó ảnh hưởng tới kết quả của chức năng rất nhiều. Thì ngay từ đầu chúng ta phải biết được cái tư thế và chúng ta khắc phục nó. Thì thường chúng ta thấy giai đoạn đầu nó liệt mềm hoàn toàn đúng không? Một số bệnh nhân bắt đầu thắc mắc phải chúng tôi bây giờ cái đúng của tay là như cứ co giật hoặc là chân cho bệnh nhân cử động cái chân cái chân nó co giật như này, có phải là nó bị tái phát nó nặng không? Thì đây là cái dấu hiệu mà nó tăng phản xạ của tủy đúng không ạ, tức là nó mất cái điều khiển của não, nó tăng phản xạ của tủy và bắt đầu của cái giai đoạn co cứng cơ đấy, chúng ta như thế. Thế thì thông thường qua một tháng có những bệnh nhân nó liệt kéo dài hơn, có bệnh nhân liệt thường mềm kéo dài thì 4 6 tháng, nhưng mà thông thường thì trong giai đoạn đầu khoảng 1 đến 2 tháng đầu nó liệt mềm, còn sau đó là nó bắt đầu liệt cứng dần. Đấy. Và có những bệnh nhân nó co cứng đến mức chúng ta không thể kéo tay thẳng ra nữa, và có những bệnh nhân nó co cứng mà cái ngón tay nó cắm ở đây nó loét cả bàn tay, co cứng rất mạnh. Đấy. Đấy. Thế thì chúng ta lưu ý cái tư thế này, thường là đầu bị nghiêng về bên liệt và mặt quay sang bên này do cái thứ mình cứ kéo cái bên liệt ấy. Cái cơ bên liệt ấy, nó thoát khỏi cái chỉ huy của vỏ não và bắt đầu suy tàn sạn tủy cái bên co cứng, nó bị co kéo đầu nghiêng sang bên bên liệt và mặt thì quay sang bên này, chi trên thì gấp và sấp như này, chi trên thì gấp sấp xương bả vai thì bị kéo lên trên mà cái nửa người này thì bị co, tức là xương chậu này bị kéo lên trên còn ngắn lại, cái đùi và cẳng chân thì khép xoay trong, bị khép và xoay trong và gấp phía lòng lòng bàn chân, gấp phía lòng bàn chân. Chúng ta nói là cái tư thế gấp thực ra là tay của chúng ta như này là gấp đúng không ạ, thì phần các ngón chân nếu gấp về phía lòng như này nó cũng là gấp, nhưng mình ta thường nói là gấp mu gấp gan thì nó mới rõ hơn, nếu bảo gấp thì chân thì chúng ta không hiểu được đấy. Thì cái này là chân bị co gấp khép tay trong. Đấy. Cả chân thì duỗi, bàn chân duỗi và nghiêng vào phía sinh trong, các ngón chân thì gấp và khép. Đấy. Thì cái tư thế liệt cứng của người liệt nửa người nó sẽ như vậy. Thế và trong quá trình phục hồi chức năng chúng ta phải làm sao khắc phục được cái tư thế này không thể co cứng, và nhiều bệnh nhân đến mà nó co cứng mạnh quá thì chúng ta phải sử dụng các biện pháp, tức là các bài tập đó gọi là tạm thuận. Nhưng nếu tập các bài tập tạm thuận mà nó vẫn không khắc phục được thì đôi khi phải tiêm botox mà tức là cái botoxin là cái độc thịt ấy, đã tiêm để làm cho liệt cơ liệt cái cơ ấy, thì nó mới giải phóng được cái này. Để tiêm cái botox thì nó khắc phục kéo dài được khoảng 6 tháng, sau đó thì nó trở lại là tiêm lại cái botox. Người ta cũng thường dùng để tiêm trên mặt để cho tiết nhanh làm đẹp ấy. Thì ở đây là cái này phải học, phải đi học, phải có phải được học, phải cấp cấp có cấp chứng nhận thì mới được phép tiêm theo quy định của Bộ Y tế đấy. Thì vậy là cái tư thế thì chúng ta lưu ý là xin tiếp. Bây giờ chúng tôi muốn nói về các tổn thương thứ phát chúng ta có thể gặp ở những người này. Những cái tổn thương thứ phát này chúng ta theo cái nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải ngăn chặn đúng không, để nó không được hình thành hoặc là nó giảm thiểu tối đa cái tổn thương thứ phát này. Cái thứ nhất là cái loét do đẻ, cái này rất hay xảy ra. Các vị trí loét này thì chúng ta biết rồi, nó rất hay xảy ra ở những chỗ mà xương nó hay bị đè lên 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 cái giường, là chỗ mà những ít cơ ví dụ hai bả vai thì rồi cùng với xương cùng cụt cái rồi gót chân vân vân, thì cái loét do đẻ này
thì chúng ta trong quá trình bệnh nhân nhất là những bệnh nhân hôn mê chúng ta cũng cần lưu ý. Cái thứ hai cái rối loạn nuốt, cái này đôi khi chúng ta không để ý nhưng mà khoảng 30% bệnh nhân sau đột quỵ đã có rối loạn nuốt, người ta hay bị nuốt sặc và đã có một số bệnh nhân người ta thoát cái giai đoạn cấp rồi, đến lúc gia đình cho ăn cái là không để ý là bệnh nhân nuốt sặc cái nó có kết quả là thở như là như hơn đã xảy ra ở nhiều nơi đã xảy ra. Cho nên cái rối loạn nuốt này là cái mà chúng ta phải hết sức quan tâm, và hiện nay của chức năng nó đã có những cái kỹ thuật viên chuyên học chuyên về cái đánh giá rối loạn nuốt này Nhờ và đã bài tập tắt rồi tắt tắt tóc tôi đang đến tắt tóc rồi cho ai cái bà già à thế à mọi khi là đi thì có và bà cụ chắc là để tóc tóc ngắn ngắn à cứ là lâu lâu phải cắt tiểu tiện à, tiểu tiện người già không nhìn nữa đang là nhăn nhẻo ở chín mấy tuổi rồi nó nhăn nhẻo như kiểu ngồi giống con khỉ tết bà ơi chín mấy tuổi rồi nhỉ trông chín mấy tuổi mà phải ăn tốt cơ thì cái da dẻ còn còn gọi là căng ấy bà thì cũng khá hơn chứ cụ nào mà ăn uống mà kém một chút ấy thì cái là da sẽ bị nhăn tổn thương đẹp là động kinh trở bà cứ ngại la nó đau à nó tê nó tê hết bây giờ dạ thế ạ à? thứ Bây giờ là cứ tập năm làm là lại ừ co nó bị cơ, tê này cái tôi có co tê cơ cứng như quanh nãy tôi tôi này nói có còn những nhìn trường rất nặng nhìn càng ngày càng nó co càng cơ rất nặng nặng, lên vào cái đó chúng sợ ta phải thế nhỉ có biện pháp để và mà cứ tưởng làm xử nó lý phải nhẹ tốt nhất là trong cái giai đoạn đầu ngay khi thì em vẫn cho làm nó như chưa thế được đấy ra bà viện về làm theo người kiểu ta có các đấy tư các thầy thế cũng để bình thường bị mà có cơ viện họ cũng làm đấy ạ có đấy các lưng tư cổ thì thế đỡ còn tay thì gần như không đỡ có cơ này, còn khi co rút cơ đây đã xảy ra thì thì đây chúng bì đây ta toàn có nhìn mất này 70% à trăm đấy và tê đạo thuật không là được phải làm đấy. nửa trước đi Đấy, như vậy tiếp theo là cái dối loạn cảm giác, cái dối loạn cảm giác về xúc giác thì Phải ít tôi nhưng mà dối lát loạn là cảm giác bản bạn thể học và dối loạn cảm giác được sâu không? là thì phải nói điều gì. Cái rối loạn thị giác và thị trường cũng có thể xảy ra nếu như tổn thương ở cái giả tị hoặc là tổn thương ở phía nắp ở phía 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 đá cầu đằng sau cái vùng thị giác thì có thể bị rối loạn. Các rối loạn thần kinh cao cấp ví dụ như là trầm cảm cũng hay xảy ra ở sau đột quỵ. Rối loạn về mặt tâm thần, cái này là cái hết sức khó khăn cho những người chăm sóc, những người chăm sóc cái này là cái mà rất là vất vả. À, tôi đã gặp có những trường hợp bệnh nhân sau trước đây không không chưa bị ấy, thì rất là yêu thương vợ con, nhưng mà sau khi bị đá bắt đầu vợ đến chăm sóc là hơn ý là táo xong có lúc vợ cháy mà từ bao tôi cũng bảo hai vợ lại gần con xem đạp với chúng ta phải không ạ, tương lại thì chắc chắn nó là đây bệnh lý đúng không ạ, chúng ta phải hiểu đây là bệnh lý, còn nếu không hiểu chúng ta là cái hôm nay làm sao bỏ về thì được. Đây là các cái rối loạn về chức năng suy cao cấp hoặc là trường hợp đầu với cơn co cứng trong trường hợp bệnh nhân bị liệt mềm nhiều rồi thì cái đầu gối nó bị vẫn có mức và cái này nó sẽ cản trở cho công việc tập đi cho bệnh nhân. Đấy. Hoặc là đau khớp vai bị liệt, cái này hay xảy ra, người ta có thể lý giải mấy cái lý do như này. Một là do những người chăm sóc cái thường cầm cái tay bên liệt bệnh nhân để được thì nó gây ra kéo giãn. Cái thứ hai nữa đôi khi để bệnh nhân nằm nghiêng bên liệt quá lâu không không lăn trở nó có thể gây ra cái đó. Đúng. Thế và ngoài ra thì nó có thể do các rối loạn thần kinh gây ra cái đau khớp vai, nhưng mà cái này tỷ lệ gặp khoảng 30 đến 40% bệnh nhân nó xảy ra cái đau khớp vai bên liệt. Thế mà cái nhiễm khuẩn tiết niệu này như nãy tôi nói là cũng hay xảy ra cái viêm phổi kết quả rất hay xảy ra, nhất là những người mà hay bị hít sặc nó cứ là nuốt. Thế và một cái nữa là cái thái độ đánh cuộc, tức là đôi khi bệnh nhân thực hiện được cái chức năng đấy nhưng mà bệnh nhân đã nghỉ nặng có người không làm. Tôi lấy trước đây chúng tôi gặp một bệnh nhân
lúc mà đưa vào viện đấy là hai người dìu hai bên để cho bệnh nhân mới đi vào trong khoa. Thế mà lúc ăn đấy là phải có, chứ không thì bệnh nhân không ăn được. Thế sau khi chúng tôi kiểm tra thì thấy bệnh nhân này nó liệt rất nhẹ thôi, hay tiếp sức cơ còn rất tốt. Thế tại sao như không làm được? Tôi yêu cầu người nhà không lấy yêu cầu bắt bệnh nhân của kia chỉ khoảng 2 ngày thôi, bệnh nhân cũng sức ăn được, thế là cứ đi lại được. Sau đó thì anh bị rối loạn về mặt, bị người đánh giá trộm miệng, và lần đấy chúng tôi cũng khá vất vả vì bị mất bệnh nhân mà. Đi tìm ở đâu anh này, có hai vợ, một vợ Hải Dương, một vợ ở đâu, bây giờ phải chia ra hai nhóm chạy về nhà để xem là anh có về nhà không. Thế thì may quá đến gần trưa thì lại thấy anh vào đó anh về. Thế thì cái về thì anh mới thay quần áo thường, thì không mặc quần áo nhân, anh mới đi ra ngoài, xong anh thuê một cái xe ôm và chở anh đi xuống dưới, từ từ Hà Đông xuống mãi mới là Thường Tín. Thì nên anh xe ôm anh hỏi đi đâu, nó bảo cứ đi đi, hôm nay ông đi đi rồi giờ ông không đi nữa thì ông đi, và tôi trả tiền cho ông để ông về đi, hôm nay tôi cũng trả đồng nào cả, trong túi ông có tiền chắc tôi trả tiền luôn. Nhưng không có tiền, anh lái xe ôm anh cũng chở công an, công an bảo đi đấy anh chở anh ở đâu đi, anh chở anh trả về đấy. Thế là anh xe ôm này mình chở anh trở lại, anh trở lại những người trở về nếu đi vào về mình cũng thở phào nhẹ nhõm, mình tí nữa thì bất nhân thì kỷ luật được, không phải lý được. Thế nên là đôi khi cái thái độ lệ thuộc này là do người thân, là do chúng ta gây ra. Đôi khi cái tâm lý của người Việt Nam cũng như là những người ở khu châu Á là thương bệnh nhân rồi hỗ trợ người là quá thương bệnh nhân, mà cũng bắt người ta phải tự thực hiện, mà mục tiêu của chúng ta là bệnh nhân để tự thực hiện được, tự chăm sóc được mình và tự lập được, cái đấy mới là chính. Nên cái đó chúng ta phải lưu ý. À, thế bây giờ cái một số kỹ thuật vừa chức năng thương về việc chuyển người chúng ta lưu ý như thế này. Thứ nhất là khám và đánh giá chức năng, thì chúng ta phải đánh giá tình trạng chung tổng thể về thể lực, về tâm lý, về tình trạng sức khỏe, về tật tim mạch hô hấp thiết yếu, thế rồi các tổn thương thần kinh tổng hợp, các bệnh tật thứ phát, cái khả năng tự phục vụ của bệnh nhân đến đâu, và cái khả năng tham gia các sinh hoạt hàng ngày đến đâu. Đấy. Chúng ta phải đánh giá được khi mà chúng ta khám bệnh nhân trước khi tiến hành của chức năng. Xin nhớ đánh giá về mức độ rối loạn ý thức thì chúng ta có cái bảng điểm lát thưa của test đo được nét đúng không? Đấy. Hai tác giả này người đánh giá là cái chức não thì não có hai vấn đề, một là tư duy, hai là xử lý được vận động. Đấy. Cái tư duy thì người ta thể hiện bằng cái ngôn ngữ hỏi bệnh nhân trả lời đáp, thế còn cái vận động thì thể hiện mở mở mắt hoặc là các phản xạ để chúng đưa ra các cái điểm đánh giá. Thì nếu trên 12 điểm thì đánh giá là mức độ nhẹ, từ 9 đến 12 điểm là vừa và dưới, bằng 8 điểm là thì có hôn mê. Thì cái này chúng ta sử dụng rất phổ thông trong 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 hồi sức cấp cứu để đánh giá về ý thức của nhân. Cái thứ hai là lượng giá xương ngực cơ, cái này thì khám xương ngực cơ chúng ta được biết rồi, khám cái tính còn ve vậy, ve vẩy tay đúng không, hoặc là sờ nắn cơ. Thứ ba là lượng giá sắc cơ bằng tay, cái này nó có một cái bài bài hướng dẫn về cái kỹ thuật lượng giá sắc cơ bằng tay, nó chia là 6 bậc từ bậc 0 đến bậc 5. Chúng ta đánh giá cái sức cơ ở bên liệt tay là bậc mấy, chân là bậc mấy, đánh giá và phải đủ một chức năng. Và lượng giá mức độ liệt theo Henry của sự năm 1984 nó chia ra là 5 mức độ liệt từ độ 1 đến độ 5. Cái này nó có cái bảng đánh giá theo mức độ liệt của Henry của sự, cái này tôi chỉ giới thiệu với các anh chị nếu muốn lấy cái tham khảo thêm tài liệu. Thế và lượng giá mức độ hoạt động thần kinh của gomodo
về mặt ý thức, về ngôn ngữ, về vận động, về xương cơ, tổng điểm người ta cho 100 điểm theo các cái chỉ tiêu trong cái bảng đánh giá. Tiếp lương giám tôi liệt từ người theo cô bác, người ta cũng có cái bảng mà cho tổng điểm là 100. Lương giám độ thực hiện các hoạt động sống hàng ngày theo ba tem: khả năng ăn uống, tập kiểm soát đi ngoài đi tiểu, khả năng tự vệ sinh sử dụng nhà, khả năng di chuyển, và các cái chỉ số này người ta cho tổng điểm là 100 điểm. Thế rồi lương giám độ tàn tật theo ranking, người ta chia làm 6 độ, thì độ 0 đến độ 5. Thì đây nó có các bảng chỉ tiêu, các bảng điểm của chúng ta trong cả nếu chúng ta sử dụng. Để xin tiếp. Bây giờ sau khi đánh giá xong rồi thì chúng ta định ra cái kế hoạch của năm từng giai đoạn một. Nếu như bệnh nhân này còn đang ở cái giai đoạn nằm trên giường chưa ra khỏi giường được thì có hai tình huống: một là bệnh nhân còn hôn mê, và thứ hai là bệnh nhân đã phát hôn mê rồi nhưng mà chưa ra khỏi giường. Thì chúng ta làm cái gì? Giai đoạn này chủ yếu là công tác điều dưỡng, chăm sóc để giữ phòng các cái biến chứng hoặc là các cái di chứng, phải chở mình cho bệnh nhân sang bên lành và chở mình sang bên liệt. Cái này nếu bệnh nhân huấn luyện bệnh nhân tự chở được thì tốt, nhưng không được giai đoạn này thì chúng ta phải hỗ trợ. Thì tí nữa sẽ có các cái video chúng tôi sẽ giới thiệu những cái video của khám các bác sĩ trung tâm của trung ương khám, người ta phối hợp trong cái chương trình A3, nó có một cái video nó hướng dẫn chúng ta trong cái như thế nào chở mình, nó dạy như thế nào cách chở mình. Thứ hai là tập cho bệnh nhân tự chủ động trên giường, tập cho bệnh nhân tự làm mạnh các cơ của bụng và lưng, ví dụ như tập ở tư thế cầu vồng hoặc là co duỗi chân tay, tập các cái động tác để làm mạnh cơ bên lành và phục hồi cơ bên liệt. Vận động ép khớp và cơ, nếu như không chủ động được thì cho nhân tập kích động để tránh cái cứng khớp và cái đeo cơ. Chỉ cái giai đoạn còn nằm trên giường thì chủ yếu là dùng các biện pháp chăm sóc phục hồi chức năng và điều dưỡng để giữ phòng các cái biến chứng chính. Tư thế nằm của bệnh nhân thì thông thường người ta để bệnh nhân nằm cái bên liệt ra phía ngoài. Thông thường chúng ta nằm trên giường, một bên là trường đúng không ạ, bên là phía ngoài, một bên là có các cái tủ đầu giường, các cái dụng cụ thì người ta đặt bệnh nhân nằm làm sao quay cái bên liệt ra bên ngoài và cái bên này cũng trọng, làm sao để cho mình có ý thức là sử dụng cái bên liệt này. Thì thứ hai nữa là đặt bệnh nhân ở các tư thế ngược với tư thế co cơ, ví dụ tay để ở tư thế duỗi ra xoay ngoài để dùng các cái gối hoặc là các cái để gối, cái xu hướng của nó là gấp ghép xoay trong đúng không, thì chúng ta phải đặt bệnh nhân ở tư thế duỗi ra xoay ngoài, chân như thế thêm cái đệm nhỏ ở cuối để cho cái bàn chân được theo vuông góc của bàn chân, tức là để ở cái tư thế ngược trong lượng với cái tư thế co cứng của nhân để giảm chế cái nhập nó co cứng, cái tư thế co cứng của nhân. Ví dụ như đây là một số các cái nhảy cho bệnh nhân tập lan trở từ thang đi liệt chẳng hạn, bệnh nhân có thể cầm hai tay chống chân lên sang tay như cái này, tay như cái này, hoặc là tập làm cầu vồng như này, rồi tập dùng cái tay lành để tập cái linh kiện lúc nào để mà nâng cao các cái việc có đúng cơ, các cái biến loạn về mạch máu, nếu không làm tăng không trong thời gian làm giờ. Xin tiếp. Bây giờ tập cho bệnh nhân ngồi dậy, nó có các cái bài tập cho bệnh nhân ngồi dậy từ bên lành, ngồi dậy từ bên liệt. Đấy, đi sâu vào từng bài tập này thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu chúng ta để chúng tôi nói về từng bài luôn. Có thể cho bệnh nhân tự lăn trở và tự ngồi dậy từ bên lành,
ngồi đợi từ bên liền, hoặc sau khi bệnh nhân ngồi rồi phải tập cho bệnh nhân ngồi như thế nào cho nó vững. Ví dụ để bệnh nhân ngồi vững thì không được để ngồi trên đệm, để ngồi trên một cái mặt phẳng cứng. Thứ hai cái bàn chân của bệnh nhân phải đặt ở trên cái nền nhà hoặc là đặt ở trên cái ghế vững chắc, và tập cho bệnh nhân ở cái tư thế ngồi để vững. Ví dụ nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên lượt, cúi phía trước là phía sau, đung đưa làm sao bệnh nhân có thể ngồi đúng được. Sau khi ngồi đúng được, là tập cho bệnh nhân cái bước tiếp theo là chuyển từ tư thế ngồi sang ghế hoặc từ tư thế ngồi sang xe lăn. Đấy, tập tiếp theo. Ví dụ chuyển từ cái thế ngồi sang ghế, nó còn cách là cái ghế này, mặt ghế so với cái mặt giường thì ngang bằng nhau, thì chúng ta để một cái cao cái thấp thì nó rất có bệnh nhân. Và lúc ban đầu thì người kỹ thuật viên hỗ trợ bệnh nhân để di chuyển, sau bệnh nhân tự chuyển sang ghế hoặc sang xe lăn. Cái này để cho bệnh nhân tự tập tiếp. Và bước tiếp theo là cho bệnh nhân ra khỏi giường. Ra khỏi giường thì phải tập đến cân đều lực của hai bên chân, kể cả bên lành và bên liệt. Sau đó thì tập dồn lực sang từng chân một, dồn lực sang bên chân lành, dồn lực sang bên chân liệt. Sau đó thì tập bước. Đấy, nó có các cái bài tập bước đi theo hai bước hoặc là ba bước, nó có các bài tập riêng. Mà cái đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau, thì những cái bài tập này nó rất nhiều cái bài chúng ta phải tìm hiểu. Thế rồi dần dần tập cho bệnh nhân đi ở trong thanh song song, bệnh nhân có thể cầm hai thanh song song đi trong thanh song song. Trong lúc này nếu bệnh nhân cái gối cái chân bên liệt này này, chúng ta cái đầu gối ấy, lướt quá mức thì có thể chúng ta hỗ trợ thêm cái nẹp cho bệnh nhân, hoặc là nếu bệnh nhân bị co cứng cơ mà cái gối nó không thẳng được ấy, thì chúng ta kỹ thuật viên phải hỗ trợ bệnh nhân để duỗi thẳng cái chân một chút được. Thì tập cho bệnh nhân đi ở trong thanh song song trước, đi ở trong thanh song song được, tức là vẫn theo nguyên tắc từ dễ đến khó đúng không ạ, từ đơn giản cho đến phức tạp. Nên co cứng cơ thì cũng là tập, các bạn tập rồi sử dụng các biện pháp quản lý trị liệu hỗ trợ để làm được kỹ thuật như là tiêm vô tốc và các cái hoạt động này tốt hơn, thì đấy là di chuyển được. Để tiếp rồi chúng ta cho bệnh nhân chuyển ra đi bằng nặng và nhẹ, đi bằng nặng, đi bằng xe, cái khung tập đi đúng bài thì bệnh nhân nó sẽ kỹ thuật đó, và nếu đúng thì tập sẽ chuẩn và nó nặng không có gì lệch vẹt. Đấy, cái này là cái tập di chuyển các cái mặt phẳng của về chúng ta được tạo lên. Thế là cái bàn tay của bệnh nhân thông thường ấy, những bệnh nhân liệt nửa người mà cũng có thể liệt hoàn toàn, nhưng bệnh nhân vẫn có thể đạt được, trong khi cái của chức năng bàn tay thì gần như là không thể hoặc là không phục hồi được. Tại sao cái chân đang khẳng định là nếu liệt hoàn toàn nó đi lại được, bởi vì khi người ta thay cái khớp ám bằng một cái chân giả đúng không, chân giả người ta đi được, đi đây bệnh nhân vẫn là chân thật. Chân giả nó có cái trọng lượng chân khác nhau, gấp đôi các ấy nó khác nhau mà người ta vẫn tập, người ta đi được, thì ở đây bệnh nhân vẫn là một cái chân thật nhưng người ta không vận động được thôi, thì bệnh nhân vẫn có. Nếu chúng ta tập của chức năng gốc, bệnh nhân vẫn tự đi lại được. Đấy, cái đó là cái bình thường. Đấy, nên chúng ta lưu ý là bảo bệnh nhân một chân mà liệt hoàn toàn này là không đi được, nhưng nó không đi được trong trường hợp nào quá trình của chức năng không, là cái bàn chân nó duỗi thẳng như này thì không đi được, trên này không đi được, là cái cơ không bị teo. Đấy, và tập rồi thì bệnh nhân vẫn tự đi lại bằng cái chân liệt của mình như thế. Còn cái tay thì khó hơn, cùng cái tay, cái động tác của tay nó phức tạp hơn nhiều. Đấy, cái động tác của tay này nó đòi hỏi một cái phối hợp động tác phức tạp hơn nhiều, nên phục hồi chức năng của bàn tay nó chỉ hy vọng phục hồi được ở mức độ nhất định thôi nếu như nó liệt nặng. Và nếu có trường hợp nó có hai cái của tôi lưu ý, chúng ta làm sao chúng ta đánh giá được cái khả năng của chức năng động nó tốt và khả năng của kẹp. Và hai cái lưu ý, cái thứ nhất là nếu như bệnh nhân này trong vòng
cái tiên lượng. Tại sao như thế? Là vì chúng ta cái tiểu tiên của chúng ta chủ yếu là các cái thiết bị kinh động là chính, đúng không? Còn cái cơ thắt mà có sự chỉ huy của thần kinh trung ương ấy thì nó rất hạn chế, nó rối loạn thần kinh quy động thì nó sẽ gây ra cái rối loạn kiểu chuyện thì cái còn đại tiện ấy thì lại được điều khiển chủ yếu bởi cái các cái cơ của các cái cơ vân của trợ. Trên nếu như người ta nhìn được lâu thì cái đó là cái dấu hiệu của cái chỉ huy cơ vân của não. Thế còn cái tay này, cái động tác gấp như này, cái co cũng cơ nữa, thế gấp, chúng ta không nói được. Nhưng mà nếu cái động tác mà nó có dấu hiệu là duỗi được cái ngón tay ra, bệnh nhân duỗi ngón tay thì bệnh nhân có thể nhiều hay ít nhưng có dấu hiệu duỗi được ngón tay này có thể là cái nặng. Lúc chúng ta tiên lượng về cái phục hồi được khả năng từ đâu. Còn một số cái khác nữa, ví dụ như là bệnh nhân có cái rối loạn về cân bằng thì cái khả năng phục hồi sẽ khó khăn, nhưng khi đi làm cái bắt đầu sẽ khó khăn hơn nhưng không có cái rối loạn về cân bằng thì cái việc mà bệnh nhân của khó khăn đó hoặc là những bệnh nhân bị điện mềm kéo dài. Cái điện mềm kéo dài nó có cái điểm của nó là nó không gây co cứng thì nó không gây ra các cái phản xạ co giật cho cứng thì các cái cơ bắp nó dễ hơn mình có thể Trong nhưng mà nó sẽ có cái nhược điểm là cái đầu gối có thể đi với quá mức thì rồi đau khớp vai nó hay xảy ra hơn. Thế nhưng mà những cái bệnh nhân mà nó được tính nhiều những bệnh nhân mà nó được họ cũng nhiều nhưng à, nó để co cứng nhiều ấy, thì nó có cái ưu điểm là chúng ta không phải đôi khi không phải dây cho tay à, chân thì không phải dùng nẹp để hỗ trợ nhưng sợ dùng cứng quá mức nhưng nó lại có một điểm nếu nó co cứng nhiều thì nó cản trở cái hoặc là nó gây ra những cái kinh khớp rất dễ xảy ra nếu chúng ta không chú ý hoặc là nó gây loét những cái điểm thuộc tay co thắt như này nó loét sườn loét ở cái chỗ ngón tay cảm cái trường hợp thì nó không có cái cản trở cuộc sống và động lực năng thì đấy là một số các việc chúng ta lưu ý. Thế thì cái bàn tay chúng ta có thể tập cho bệnh nhân các cái sử dụng các dụng cụ tập ví dụ như cái này để xòe các ngón tay để co với cái bàn tay như có thể dùng các cái dụng cụ hỗ trợ hoặc là có thể sử dụng các cái dụng cụ hỗ trợ để cho bệnh nhân luyện tập tùy theo cái yêu cầu bệnh nhân ra các sự kiện bây giờ đấy là cái bản vận động trị liệu đúng không ạ, tức là cái vận động của chúng ta vận động cho bệnh nhân thì chúng ta sử dụng cái vận động trị liệu để xíu. Bây giờ cái hoạt động trị liệu hoạt động tức là phối hợp các cái động tác vận động để mà thực hiện một cái mục đích nào đấy, nó có cái hoạt động tư phục vụ hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày rồi hoạt động thể thao hoạt động vui chơi giải trí hoạt động lao động vân vân. Thế thì những cái bệnh nhân này trước hết là phải huấn luyện cho bệnh nhân có khả năng tự phục vụ bản thân mình trước đã, ví dụ như tập đánh răng rửa mặt tự mặc quần áo cái này như liền người cũng có thể tập tí nữa nó có những cái bài hướng dẫn tí nữa có một cái video dùng người sẽ cái một cái chia sẻ đấy nó có các bài để cho nguyên tập nó có hướng dẫn cụ thể. Thế rồi tập tự ăn uống tập các động tác thể thao tập thích nghi với các vị trí tức là trước hết phải tập các động tác tự phục vụ mình bao gồm có vệ sinh thân thể này ăn uống này à, làm trưởng mình đi lại này rồi
tham gia của các hoạt động trong gia đình, các cái hoạt động trị liệu chúng ta phải thực hiện. Đấy. Thế mà nếu bệnh nhân có rối loạn ngôn ngữ thì phải tập một chức năng ngôn ngữ cho bệnh nhân. Cái này nó có các cái kỹ thuật viên chuyên về ngôn ngữ trị liệu. Sáng thấy anh giám đốc mà nói là sắp cử nhân đi học để cho các cái có những cái kỹ thuật viên này cũng lên cho những cái bệnh nhân rối loạn ngôn ngữ. Mà sau này cái quan trọng là trước hết là phải đánh giá tình trạng mất khả năng bệnh nhân để huấn luyện được bệnh nhân về cái tình trạng mất khả năng nuốt có nuốt, đánh giá cái mức độ khó nuốt, tình trạng khó nuốt. Thank you.